Bây giờ mình bỏ cái hình icon này đi, bỏ cái tam giác này đi, mình sẽ để lại nút thôi. Cái nút của mình đang màu trắng ấy, khó nhìn quá. Đấy, mình sẽ để cho nó một cái class là MX, có nghĩa là margin top và margin bottom ấy, gạch ngang 3 đi, cho cách trên cái dưới một đoạn cho dài. Cái nút ở đâu nhỉ? Sau đó là mình anh kiểm tra cái nút nhé, anh sẽ lấy lại cái nút một tí, không nhìn thấy cái nút đâu. Đây, cái nút này nó nhỏ quá em ạ, không nhìn gì luôn. Anh sẽ cho cái nút này luôn nhỉ. Cái nút này tên là Carousel Indicator này. Carousel Indicator. Thì anh vào select, anh select luôn này. Chấm Carousel Indicator cách LI. Đấy, mình sẽ để nó background là gì nhỉ? Gray đi. Thì như vậy em view ra em thấy là mấy cái nút này sẽ có màu 3, 3 chấm là màu gray. Nhìn thấy gray chưa? Và khi mà active thì mình sẽ nhân đôi này lên. Mình viết li.active. Và mình để nó là màu màu cam. Màu cam lấy từ cái màu này. Tức là khi mà mình kích vào nó thì nó sẽ biến thành màu cam. Như vậy khi mà refresh em thấy là nó sẽ như này. Đây có màu cam này. Kích vào này chưa chạy. Lý do là vì là mình chưa để cái data slide to này mình chưa đổi. Vẫn là để 00 012 nhá. Đấy. Đổi lại data slide to cái này thì nói trong phần carousel rồi. Bạn xem lại cái video phần đấy thì nó kích vào này sẽ chuyển. Nên không? Chuyển. Chuyển. Chuyển đúng không? Còn hai cái nút bên này này nó không có, trong cái phần bài gốc này không hề có, nó chỉ có cái nút này thôi. Thì như vậy là em sẽ bỏ đi thôi. Hai cái nút đấy là hai cái thẻ A này này, Previous Index này, xóa luôn đi. Hoặc là nếu bạn tiếc không xóa thì ấn Ctrl hỏi chấm để mình comment đi thôi. Không thôi. Mình không có tiếc rẻ hết. Xóa đi. Đấy. Thì như vậy là chỉ còn ba cái nút thôi. Yeah. Như vậy bạn đã làm được slide rồi, đúng không? Mình thêm cái tiêu đề ở trên nữa là ngon ngay. Trong cái container này mình có một cái row ở trên này. Chấm tiêu đề. Đấy, mình có một cái côn gạch ngang SM gạch ngang 12 chấm text gạch ngang XS gạch ngang center. Một cái thẻ H2 chấm display gạch ngang 1 nhỉ, gạch ngang 2 đi. Xong mình paste cái nội dung của cái này vào đây. What people say about gì đấy. Thì mình có được một cái thẻ tiêu đề ở đây này. What people to đấy. Display 1, display 3 nè. Vẫn to. H4 nữa. Vẫn to. Kệ nó nhé. Còn cái nút này mình muốn chỉnh lại cái vị trí của nó thì mình chỉ việc là chỉnh cái CSS cho một cái indicator đây này. Carousel indicator này cho nó dịch xuống một tí này. Đấy, top bottom đi. Âm 20 pixel nhỉ? 20 pixel và refresh lại. Thì nó dịch xuống thôi, mình muốn dịch xuống bao nhiêu thì dịch xuống bấy nhiêu. Hiểu chưa? Đấy là cách làm carousel, còn bên trong này mình chưa xử lý CSS nhá, mình chưa một dòng CSS nào luôn, mình mới dùng carousel bootstrap thôi là em thấy đã ra được cái hiệu ứng đấy rồi. Đã ra được hiệu ứng rồi. Mình xử lý CSS thì mình sẽ cho thêm nền niếc vào. Mình sẽ cho lại vị trí, mình sẽ cho lại phông chữ, mình cho lại cỡ chữ. Mình cho thêm mấy màu cam kia vào nó sẽ giống hệt luôn. Thì phần CSS thì anh để cho các bạn làm. Anh chỉ hướng dẫn cái phần bootstrap bên đây. Phần CSS thì bạn nào không chưa chưa thạo thì xem lại cái video trước để biết cách mà chỉnh màu như nào, biết cách chỉnh nền nhá. Còn ở cái video này anh chỉ hướng dẫn là bạn làm ra cái slide này như nào. Làm sao mà biến từ carousel thông thường, tức là bao gồm những cái ảnh to đùng ấy, thành cái carousel mà gồm những cái này. Cái carousel biến thể nó có thể biến thành mọi thứ luôn. Nó có thể biến thành một góc nhỏ thôi. Nó có thể biến thành, tại bên trong nó vẫn là cái div bình thường mà. Bên trong mỗi carousel là một cái div bình thường và một cái div mình có thể chia cột thoải mái. Cho nên bên trong cái carousel này em thích là cái gì là, đúng không? Nó có thể là một slide về video, nó có thể slide về ảnh, nó có thể slide về những cái cảm nhận khách hàng đây. Em thích làm gì là. Thì trong phần này thì anh vừa giới thiệu ra, cuối cùng là cái phần phần hiệu ứng carousel thôi. Là cái khó nhất trong cái trang này. Khó nhất là menu, cái này khó nhì. Còn phần dưới thì nó là cái logo chia 6 cột, rất là dễ. 6 phần, mỗi phần chiếm 2. Đấy, trong mỗi phần này để ảnh logo vào là xong. Phần dưới này 12 cột. Phần dưới này 12 cột tiếp và để background là cái ảnh người ấy thôi. Phần dưới là chia cột bình thường. Tức là phần dưới nó chỉ đơn giản là em vận dụng cái kiến thức chia cột của Bootstrap thôi. Cho nên là không có gì khó cả.
Nó chỉ khó ở phần là thao tác với cả thời gian thôi. Đấy, cho nên là anh sẽ không chữa phần đấy. Đấy, đấy. Còn cái phần hiệu ứng thì anh sẽ chữa ở cái video sau nữa vậy. Đấy. Hoặc là các bạn nào mà thạo thì có thể làm luôn dựa vào cái video buổi với menu này, bạn có thể thử luôn, mà không thì phần sau anh chữa nhá. Còn cái phần video này mình dừng lại đây.